Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review thôn phệ tinh không tập 79. Sau khi La Phong tưởng mình đã chết, đến thời khắc đường tơ kẽ tóc, thì hắn đã phát cuối cùng của kim giác cự thú. Hắn đang tìm kiếm tất cả những sức mạnh của con quái thú này. Sau khi chọn lọc kỹ lưỡng, La Phong đã quyết tâm tu luyện hai tuyệt kỹ quan trọng. Là tuyệt đối không gian và bản thôn thiên địa, tuyệt đối không gian cực kỳ khó khăn tu luyện, gồm có ba tầng, tầng thứ nhất tên là Hồ Quang, tầng thứ hai tên là Phượng Hoàng, tầng thứ ba tên là Thuấn Duy. Đa số kim giác cự thú hết cả đời cũng chỉ ngừng hoạt động vào tuần thứ hai mà thôi, đặc biệt không gian sẽ cho phép La Phong lập tức bộc phát tốc độ của bản thân. Mà đạt tới cảnh giới cuối, thậm chí rất có thể Thuấn Duy biết ngay đến sư phụ của La Phong, cũng không thể di chuyển qua nhiều và ít hơn khả năng tu luyện được. Tới tầng thứ ba cũng cực kỳ khó khăn, loại bí kíp này, điều kiện chủ yếu là luyện tập điên cuồng và phải luyện tập nhiều lần, mới có thể dần dần nhận thức được sức mạnh. Cao dài rộng chừng 10 km, có đồi núi nhiều kiểu nhưng chủ yếu dùng kim loại. Nói chính xác hơn nữa thì đó là một thế giỏi kim loại, khi ấy thân thể la phong giống như được bao bọc bên trong một màn xương kim sắc. Sau đấy thân thể sẽ biến thành không khí và một lát sau lại chuyển sang một quả trứng vàng hình tròn. Quá trình này nhanh hoặc lâu, cũng phụ thuộc theo thực lực. Coi đã lấy được gen của một cường giả giới chủ, thai ngán cũng là người có thực lực dưới thạch rồi gần như là copy 99,9%, thai ngén. Những người đạt cực đại thời gian quá dài có thể mất trăm năm. Thậm chí là ngàn năm, điều kiện duy nhất chính là chỉ có thể thai ngén. Người có thực lực tương đương hay thấp hơn mà chữa, La Phong dự kiến thời gian thai ngén thân thể mình ở đâu đó mất chừng khoảng 1 đến 2 hơn trong một phi thuyền nơi vũ trụ mênh mông. Có một nhóm người đang hướng về địa cầu, còn khoảng 2 năm 8 tháng nữa là tới nơi, đám người này chắc cũng không có mục đích xấu gì, theo lời nói qua của các thuyền viên chúng ta thấy được chúng dường như chuyên săn lùng những hành tinh có sự sống sau đó kiếm gì đó trên hành tinh này để bán nếu như hành tinh kia không có gì thì bán cả hành tinh luôn một hành tinh có sự sống cũng có giá cực kỳ cao la phong lúc này đang chờ đợi bản thân mình sẽ được thành hiện ra hắn cũng đang học tập bản tôn thiên địa và tuyệt đối không gian ngay khi đó tạ căn cứ thị giang nam nhiều người đang rầm rộ nhau tin tức từ hình đã được chuyển vô phòng đẻ la phong là một thiên tài như vậy Huyết mạch đời sau của ông ta chắc hẳn cũng không phải bình thường. Anh ý thì đang cực kỳ nóng lòng, muốn được thấy em bé này. La Phong và Ba Ba Tháp gợi cô chuyện gì, La Phong rơi xuống nhà xưởng nhà chia đôi ngay, ba mẹ con D.E.U.K.H.O.E. cả, bao người trong phòng vui mừng kể từ sau khi đặt xá kim giác cự thú. Hắn cũng chịu nhiều tính cách không tốt, bị người của con quái thú này hại tới không kém, hắn hiện tại đã trở nên hung dữ, khung tàn hình vào giờ cuối bất quá khi được Ba Ba Tháp thông báo tin hắn kích động vô cùng hắn sung sướng hét lớn ta có hai con rồi hắn thầm nhủ trong lòng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi là có thể gặp hai tuổi rồi sau đó khoảng chừng hai ba tháng từ hân lúc này âu yếm hai đứa con của mình sau đó nho vợ chồng la hồng quốc đưa cháu đi chơi nhưng theo hai cục cưng của mình cùng ông bà rời đi từ hân lặng lẽ vào phòng cô bắt đầu lấy bút ra để viết về những nam tháng còn la phong bên cạnh thật sự rất thoải mái mọi mệt mỏi áp lực gánh nặng chỉ cần có la phong ở bên cô mọi thứ đều như tan biến chỉ là hiện tại không còn như thế nữa mỗi đêm cô nhớ đến la phong nước mắt cô lại rơi ở cuối cô viết xin các người vì rất đau lòng về con cô hãy mở một bài nhạc và lắng nghe âm thanh du dương của giọng hát đồng bằng cả gian phòng cô lắc lư lên theo điệu nhạc với tay cầm hai viên thuốc trên bàn sau đó nhảy khi tiếng nhạc còn vang vọng từ hân trong chiếc váy cưới cô tự mặc vẫn đang đeo cái bùa này la phong tăng trở cô lúc bấy giờ bỗng rớt xuống nước lóe sáng huyền ảo ánh sáng đó lại được phát từ thân một luồng quang bạch từ lá bùa tỏa ra dung vào bên trong cơ thể từ hân sau đó không lâu từ hân chợt xuất hiện dậy biết mình đang ngủ trên giường nhà đã khiến căn phòng trở nên yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra dưới đáy biển thái bình dương ba ba tháp gấp rút đi tìm kiếm cho la phong từ hân đã chết lúc này la phong càng thêm phát điên các mã tính xấu xa của kim giáp cự thú cuối cùng cũng đang ngấm vào la phong hắn không kìm được hắn liên tục mắng chửi ba ba tháp, cũng vì lúc trước nói và gửi tin nhắn đến người nhà. Nhưng ba ba tháp lại ngăn hẳn lại, lúc này ba ba tháp cũng lúng túng, cô lý giải là như thế rất lâu chàng đã tự tử. Cơ năng thân thể hoàn toàn bị hủy hoại linh hồn cúng gan như biến mất, những lúc trước ta có trong người chiếc bùa bình an, tình lữ NHODO giữ lấy nàng. Cũng không biết nàng, việc làm như vậy là ngẫu nhiên hay đại vận bùa bình an, tình lữ này tên chính thức là Vĩnh Hằng Chi Luyến. Đến đây thì cũng khép lại tập 79 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.